Gôn xì. Gôn xì. Có ai đi nhà chị có chìa khóa không? Chắc chắn sao có anh đi. Thôi đi nó chìa chạy. Đi đi đừng cắt ra chợ ấy ạ. À đi cắt ra chợ á. Đấy đi, qua đằng này. Đằng nào phải đi bộ chứ. Hà Ninh hôm nay trẻ con quá, người ta cứ đi ấy mà. Hả? Bố đưa điện lên dưới, cả bố đi. Hả? Nguyên điện lên bằng bố đến đâu rồi. Yeah, Hà Ninh nhá. Bố đưa đi. Hà Ninh kia. Rồi các bạn ơi, hôm nay là một ngày mà được tự do hết giãn cách xã hội nên mọi người có thể đi lại rất là tự do luôn. Đi thẳng ra chợ. Thôi đi đi. Đi ai oan đi đằng kia, ai đi ngược lại đấy. Bixi à? Không đi ăn. Vào Bixi không kỳ đâu, mẹ cháu mà đi ăn nhà hàng. Đâu, để xem có đặt gì. Mẹ nhờ dưới nào, tao không cho mẹ này. Tao không tin ta cái gì ấy. Hết đi à? Cái gì cơ, cái gì cơ? Ăn nhà hàng rồi, không ăn chân quay, không hiểu quay. Thì bà lại đi vào Bixi và mua một cái chân quay nữa. Hả? Bà quên chân quay. Thế bà có quên điện thoại không? Không. Ôi thành ra nhà mình là cò thấp nhất nhà. Hả? Bố đưa điện lên cho bản đồ được không? Mẹ thì đang tìm cách liên hệ với cả nhà hàng để xem nhà xem nó mở chưa thì mình đi ăn con ạ. Đợi đấy á. Đợi đấy á, đi ra chợ. Đang nào. Đợi đấy được. Qua đi bố, bố mới qua đi lấy xe. Rồi, đau không, đau không? Hai bố con đã đi ra ăn chợ rồi, bạn con Si đang năng xăng này ngã luôn các bạn ạ. Nào xem được gối nào. Đâu. Không sao. Ủa, không sao. Ủa, sao đi. Rồi xe đây. Còn biết đọc số không? Con đọc đi. Ủa chưa đếm mà không biết á. Ờ. Chuẩn luôn. Thôi đi. Ok, xin mời tất cả mọi người lên xe. Xong chưa? Pin mọi người lên đủ chưa? Được. Còn ai nhỉ? Thiếu ai nhỉ? Hình như thiếu Hải Ninh sao ấy. Hải Ninh rồi. Ai ăn cho cái đưa ra. Không, cậu sủ đấy, ai cho ăn. Xong chưa? Đi nhá. Ok các bạn ơi, vậy là đã đến siêu thị Bixi rồi. Hôm nay là một trong số những ngày mà cách đây những 6-7 tháng rồi thì chúng ta mới bắt đầu được ra ngoài và cả gia đình được đông vui như này. Cái gì? Rồi đi thôi. Min đang chạy năng xăng. Giờ chúng ta sẽ tiến vào trong siêu thị Bixi để xem trong đấy sau 6 tháng rồi thì nó có khác gì hay không nhá. Hoặc có đông người hay không nhá. Yeah, bạn con Si rất là vui. Đấy và các bạn ơi, các bạn thấy ở siêu thị Bixi này quang cảnh có rất là đẹp không? Nó rất là quang đãng đúng không? Và trời hôm nay rất là trong xanh luôn. Khung cảnh như kiểu mùa thu ấy và hơn se lạnh tí. Giống rất là giống Tết. Thế là hôm nay vào Bixi cảm thấy rất là vui ấy, như kiểu là có một cái gì ấy nó như kiểu là đi chợ Tết ấy các bạn ạ. Ui. Có ai kia đẹp không? Đẹp không? Kia. Có ai? đẹp chưa bạn con gì. Ôi ngập tràn sự kiện quà tặng kìa các bạn nhé. Ôi một bông hoa hướng dương rất là đẹp luôn. Vì là rất là lâu rồi bây giờ mới được mở cửa nên là tất cả siêu thị Bixi người ta sẽ để ra một cái sự kiện là tặng quà rất là hoành tráng như thế này để thu hút người đến mua sắm hàng đấy các bạn ạ. Bạn con gì đứng đây kia chụp kiểu ảnh qua, chụp kiểu ảnh cỏ có biết đọc à? Hà Ninh An đọc cho cỏ. Ôi Hán không biết đọc nốt. Ngập tràn sự kiện. Ngập tràn sự kiện và quà tặng. Đi. Đi đâu đi. Chú à. 1, 2, 3. Ok đi.
Không biết là vào trong siêu thị thì có nhiều người hay không nữa. Làm gì đấy, làm gì? Sợ à, sợ à? Bi sợ à? Bi sợ à? Ờ, chết Bi này, chết Bi này. Ờ, sợ sợ. Nè, Bi tưởng là đây là không có gì nên sợ. Hà An không biết hiểu Hà An mặc cái kiểu gì kia nữa. Quần thì ngắn, tất thì dài. Rồi, đã vào đến siêu thị Bixi rồi. Bà đấy đang gọi mẹ của bạn Bin Bin để giao giả Bin Bin. Rồi, bạn Goshi lúc nào cũng phải vào đấy để ấy tay trước. Con ơi, không ấy tay à? Cái gì đấy? Bin Bin gọi bác thế con cá. Thích không? Hả? Ôi à, rất là nhiều cá, đợt này toàn cá bé thôi nhỉ. Cá vàng ấy. Đợt này không có cá to nữa nhỉ. Đợt này chẳng có cá to nữa nhỉ. Đâu, đâu. Đẹp gì thế nhỉ, đẹp. Thế con lươn như hôm trước đâu nhỉ. Đi. Hôm trước có con lươn. Đây, 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 đây. Các bạn ơi, hôm nay đến đây thì siêu thị Bixi vẫn cứ thưa lắm, không có đông người mấy nhá. Có ơi, có ơi, còn không sát trúng tay à? Mà sát trúng tay đi. Ờ, có ra sát trúng tay đi. Đấy, cái lọ đây, ấn vào cái lọ đây. Rồi. Đây là cái gì, xem chương trình gì đấy. Đi. À, đi thôi mọi người, đi rồi coi. Móng may con thích, bảo mẹ con mua cho nhanh. Cái gì đấy? Cái gì? Đẹp ở đâu? À kia nó lại. À các bạn ơi, mùa thu đến rồi. Đây là một cái bức tranh nữa. Bức tranh về mùa thu autumn các bạn ạ. À. Kia có vào không? Wow. Ôi chạy 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 chạy. Đẹp thế. Có bí ngô kìa. Bí ngô kìa. Còn bạn xem bí ngô không? Đây, ở đây, ôi, các bạn ơi, đây là hoa gì đấy? Hoa hướng dương mà lại bí ngô các bạn ạ. Quả bí ngô này. Đố quả biết đây là quả bí ngô thật hay giả đấy. Có vào bê quả về mang về coi. Ôi, nhiều bí ngô thế. À, cái này là thể hiện là sắp sửa đến lễ Noel rồi đấy. Halloween đúng không? Sắp đến Halloween rồi, mình về mình làm Halloween được rồi đấy. Đi, ngoài đi không? Rồi, các bạn ơi, ở đây có một trò chơi mê cung. Bây giờ thì bạn Goshi sẽ đi theo trò chơi mê cung nhá. Ok, ấy, ấy. Ơ, sao? Goshi.